powder dù là bánh ngọt mình cũng phải làm sau rồi bắt đầu để nguội lên trên quạt. Chứ nó không là nó sẽ không là mai qua đây các bạn. Em chẳng biết nữa bạn. Không có lấy trà bông không ạ? Lấy trà bông. Trà bông. Lấy trà bông. Tương đau không thật? Tương cà với ớt không ai nha. Đầy đủ. Hôm nay chúng ta sẽ đến thăm một cái quán banh khách mang phong cách châu Âu các bạn, bán trên cái hẻm đường Hai Bà Trưng, hẻm 371/1, quán bán cạnh trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn. Đây, chúng ta cùng vô xem chị bán như thế nào. Sinh thì mình phải làm trước tại vì nó hôi lắm, nó đi học thêm mà đâu phải như là khách ngoài đợi đâu. Cái khách ngoài á mình có hai loại bánh, một là bánh nóng, một là bánh nguội. Bánh nóng, bánh nguội tức là bánh ngọt và bánh mặn. Bánh ngọt thì lúc nào phải nguội đưa ở kèm thì lúc nào cũng phải để cho nó hơi nguội nguội chút xíu, nhiều khi nóng quá mình phải để cái quạt cho nó nguội bớt để cho kem vô nó không chảy. Kem với mứt, tại vì ở đây mình làm kem tươi với mứt trái cây á. Ở đây thì bình thường học sinh ăn thì loại bánh ngọt hay bánh mặn nhiều hơn chị? Đều nhau hết á. Đều nhau hết. Mình không có nói thì nó đều. Mua ở đây rất đông các bạn, mua cho con mang về ăn nào. Con vừa đi học ra là mấy phụ huynh mua về mua bánh khách để cho con ăn. Tươi á, yeah. Nên nhiều khi cho vào bánh nó nóng quá nó bị chảy nha. Em không biết cái bột này mình làm được cái gì ra. Mình có vỏ trứng như thế gì ha? Mì trứng sữa. Mì trứng sữa. Giờ chị đang làm bánh ngọt hả chị? Bánh dày. Có hai loại là bánh dày và bánh mỏng. Bánh dày là bánh này vì hai cái kẹp lại nó dày lên là thấy. Thì mình
mình đặt nó là bánh dày. Cái này mình tự đặt thôi chứ cũng không có ai đặt. Tại bánh này là mình tự chế. Dạ. Còn em thấy trên mạng là ghi đây là mang phong cách châu Âu, mà bánh mang phong cách châu Âu. Nó là giống cách thức của bánh Pháp, bánh khác Pháp và bánh Mỹ. Nhưng mà đôi lúc thì cái vị của nó cuối tuần mình có nghỉ không chị, học sinh nghỉ mình có nghỉ không? Có khi thứ bảy cũng lâu lâu cũng nghỉ, nhà có việc tại có con nhỏ cũng nghỉ. Dạ. Thì... cái này đa số học sinh mua ra là mua chị. Có khách ngoài nữa, buổi chiều tối khách giống như là thanh niên, thiếu niên ai cũng nhiều. Ở đây thấy là học sinh đi ra đi học về mua thì cái thời gian nào là đông nhất chị? Tại cái tầm giờ này nè. Hôm nay thì mấy bé học thêm. Có một tốt học thêm nên ra sẽ chia ra làm nhiều đợt. Dạ. Có khi là 4 giờ cho tới 4 rưỡi là bắt đầu đông. Xong bắt đầu vắng một chút là cho tới khoảng 5 giờ mấy bé học ra là thêm tốt. Không thấy chảo ở mình đâu, mình có mấy loại chảo gì á. Chảo này làm bằng cái gì chị? Hai loại chảo này. Thì mình nghĩ cái này chắc là bằng inox á. À không phải, xin lỗi, bằng nhôm. Nhưng mà nhôm chống dính á. Loại này nó không phải là chống dính, nó là nhôm bình thường thôi. Nhưng mà do mình nhập ở bên nước ngoài á. Cái chảo này là mình mua ở bên Pháp. Chảo mua ở bên Pháp luôn rồi. Đúng rồi. Chảo này bên Pháp, chảo này bên Tây Ban Nha. Nhưng mà cái chảo này bên Pháp. Chảo này nó bay mất cái hiệu rồi. Nhưng mà hai cái này nó cũng hiệu. Mà mấy cái nhỏ kia sao vậy? Cái này thì không, cái này thì chảo chiên trứng bình thường của mình thôi. Có hai cái nào, tại vì thời gian đầu mình xài chảo nó hao chảo lắm. Cái chảo thường Việt Nam của mình xài mình cũng không có xài dầu mỡ gì hết. Không có xài dầu mỡ bơ gì hết á. Thế nên nó là chảo nó rất là mau hư. Nên mình thay bây giờ 2 tháng mình mất hết cái chảo, có 2 tháng mất hết cái chảo. Là chị mua gì order bên nó chuyển về? Không, mình có người nhà. Có người nhà sắp về, chứ hãng này ở đây cũng có nè, cũng có bán nè. Này nó chuyên về cái dòng bánh này đó. Nên mình xài nó bền hơn. Cái độ nóng của cái chảo nó siêu nóng. Nên mình ra chảo chịu nổi. Chịu hết. Đây là menu của quán đây này. Mình có tiếng Việt và tiếng Anh nè. Anh nhìn người nước ngoài ở đây ghé tới đây món bánh ăn khác. Thì theo kích cỡ và mỗi loại giá khác nhau. Ở đây có hai loại là bánh như ngọt và như mặn.
Cái bắt trước em á, cái lấy danh em á chị, cái cuối cùng ấy đâu có được đâu. Dạ. Để vòng vòng thôi. Ánh mặt là cái gì? Cái gì? Con ma, con ma xúc xích trứng cà bông đó cô ấy còn bỏ cái màu trắng đó cô. Ủa quá trời luôn à. Kem mà cô. Kem vani. À, cái này sô cô la. Sô cô la nhà tự làm, sô cô la nguyên chất. Ở đây quán mình đa phần là đồ tự làm. Cho một cái sô mai không. Dạ, không. Dạ, không. Để con làm cho mình làm không năm rồi đó. Dạ, nhà có gần đây không? Nhà qua cầu Kiệu. Qua cầu Kiệu. Dạ. Là mua con gái. Con gái. Dạ, qua họ ăn từ cấp 2 qua đây cấp 3 luôn rồi. Là con gái cô ăn với chị cô đây đó, chị tới mua hả? Không, đi vô đi mua đồ sáng cho nó trong này nè, xong thấy mua ăn thử, mua thử sao nó khoái. Xong cái về mỗi ngày chị cái mỗi buổi sáng đi học nó đòi ăn, đi là mặn ngọt thì có ăn hết mà nó mềm á, chứ là chị cũng thích nữa, chứ chị cũng thích là tại vì là pha chế tại chỗ á, là mới, coi như mà người ta làm sẵn á, rồi ta để mình không biết người ta làm hồi nào, coi như làm vậy là mình biết là mới làm á, là mới làm tại chỗ, giờ ăn uống gì thấy gì sạch sẽ rồi chỉ làm tại chỗ thì mình mới mua cho con mình ăn. Đây là tiệm mà bánh vỉa hè Panna khách. Đây các bạn, không gian bố trí rất là đơn giản thôi. Bánh nhỏ nhỏ xíu thôi để anh ăn. Cái này á là cơ bản bình thường nè. Cái độ dày á mình sẽ làm một cái bánh độ dày bình thường ha. Với là một cái mỏng. Không được. Thank you.
Cái này mình bán mấy ngày là hết một bình ga này kìa. 10 ngày. Sao em thấy mỗi lần nó chính là nó nổi nổi hộp này. Bánh nó sẽ nở ra. Cái này mình làm mình cũng phải ủ bột giống như là bánh mì vậy đó. Thì nó có cái độ nở. Cái này là bánh cái size, cái độ dày của nó là bình thường. Còn cái này thì nó mỏng hơn một chút xíu. Mình tính làm cho anh cái phô mai để anh so sánh hai cái cho nó giống nhau. Như vậy là xong một cái thôi. Cái này chỉ là bánh mời thử. Đây là tiết đường hai bà Trưng các bạn. Đây là cái hẹn để vào món bánh đặc khách này. Vào trong mình thấy thịt bên tay trái. Biết liền cái chất lượng. Sốt này đặc biệt của quán này mới có này. Sốt bơ rồi nhỉ. Nhiều bạn tới ăn bánh của mình là chỉ có thích cái sốt này thôi. Được kêu cho nhiều sốt này hết. Lớp phô mai. Con mua cho bây giờ con gái.